Chúa cùng anh chị em. Và cùng thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi Chúa Giêsu sinh ra tại Bethlehem thuộc xứ Judea trong đời vua Herode, có mấy nhà đạo sĩ từ đông phương tìm đến Jerusalem. Các ông nói: Vua người Do Thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của người ở đông phương, và chúng tôi đến để triều bái người. Nghe nói thế, vua Herode bối rối, và tất cả Jerusalem cùng với nhà vua. Vua triệu tập tất cả các đại trưởng lão và luật sĩ trong dân, và hỏi họ cho biết nơi mà Đức Kitô sinh ra. Họ tâu nhà vua rằng: Tại Bethlehem thuộc xứ Judea, vì đó là lời do đấng tiên tri đã chép: Cả ngươi nữa, hỡi Bethlehem đất Juda, không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của Juda? Vì từ nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, người đó sẽ chăn nuôi Israel dân tộc của ta. Bấy giờ Herode ngầm triệu các nhà đạo sĩ tới, cặn kẽ hỏi han họ về thời giờ ngôi sao đã hiện ra. Rồi vua đã phái họ đi Bethlehem và dặn rằng: Các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về hài nhi, rồi khi đã gặp thấy, hãy báo tin lại cho trẫm, để cả trẫm cũng đến triều bái người. Nghe nhà vua nói, họ lên đường. Và kìa, ngôi sao họ xem thấy ở đông phương lại đi trước họ, mãi cho đến khi dừng lại trên chỗ hài nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. Và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy hài nhi cùng với bà Maria mẹ người. Họ đã quỳ gối xuống sụp lạy người, rồi mở kho tàng ra. Họ đã dâng hiến người lễ vật vàng, nhũ hương và mộc dược. Và khi đã nhận được lời mộng báo đừng trở lại với Herode, họ đã qua đường khác trở về xứ sở của mình. Phúc âm của Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Có một cậu bé, có một lần nọ, quyết định đi tìm cho bằng được Thiên Chúa. Cậu ta biết rằng chuyến đi sẽ dài và vất vả, nên xếp vào túi xách nhiều bánh và thức uống. Khi đi qua những dãy phố, cậu gặp một bà lão. Bà ngồi trong công viên, đôi mắt dừng lại ở những chú chim bồ câu. Cậu bé đến ngồi cạnh bà và mở túi xách của mình. Hình như bà lão này đang đói. Cậu bé nhận ra điều này và mời bà một chiếc bánh. Bà lão cười với cậu, nụ cười dịu dàng đến nỗi cậu bé này muốn nhìn thấy nó hiện ra một lần nữa. Cậu lại mời bà thức uống, nụ cười lại hiện ra trên khuôn mặt phúc hậu, làm cho cậu cảm nhận được sự ấm áp của mùa đông. Rồi họ ngồi suốt buổi chiều ăn uống và không nói một lời nào. Mãi cho tới khi trời sụp tối, cậu bé mới rời chỗ. Rồi bất ngờ cậu quay lại, chạy đến chỗ bà lão và ôm lấy bà lão để từ biệt. Món quà mà bà lão đã tặng cho cậu bé là gì?
là nụ cười đẹp và rộng mở của mình. Khi cậu bé mở cửa nhà vào nhà, khi về đến, thì người mẹ của cậu vô cùng ngạc nhiên vì nét rạng rỡ còn ngập tràn trong ánh mắt của cậu bé. Bà mẹ mới hỏi điều gì hôm nay đã làm cho con hạnh phúc như vậy. Đứa bé đáp, con đã ăn trưa với Chúa. Mẹ biết không, Chúa có nụ cười tuyệt đẹp ở trên đời này. Trong khi đó, bà lão cũng về nhà của mình và bừng tỉnh với niềm vui. Và đứa con trai của bà cũng nhận ra nét thanh thản trên gương mặt của mẹ mình và hỏi điều gì hôm nay đã làm mẹ hạnh phúc vậy. Bà lão đáp với con trai là mẹ đã ăn bánh cùng Chúa bên cạnh những chú chim bồ câu. Con có biết không, Chúa trẻ trung hơn chúng ta ngỡ rất nhiều. Thưa ông bà và anh chị em, khi Thiên Chúa làm người, Thiên Chúa đã sinh ra trong một thân phận nghèo hèn. Ngài đã chọn chốn hang bò lừa để làm nơi sinh ra. Ngài đã chọn gia đình nghèo làm gia đình của mình. Ngài đã hòa mình như bao người lao động nghèo trong làng quê Nazareth. Ngài đã sống một cuộc đời nghèo khó đến độ không có nơi gối đầu. Ngài còn tự đồng hòa mình với những mảnh đời bất hạnh, lầm than. Ngài còn hứa ban hạnh phúc nước trời cho những ai đón nhận Ngài qua những người đối rách, tù đày khổ sở. Cậu bé trong câu chuyện đã tìm gặp Chúa nơi bà lão nghèo ngoài công viên. Và bà lão cũng tìm gặp được Chúa qua tình yêu của cậu bé dành cho bà. Có thể nói, tình yêu nối kết họ nên một trong tình yêu của Thiên Chúa. Tình yêu đã giúp họ nhận ra Chúa nơi người mình đang tiếp xúc. Ước mơ của cậu bé là mong được nhìn thấy Chúa trở thành hiện thực khi cậu trao ban miếng bánh thơm ngon cho bà lão. Cậu cũng đâu ngờ rằng tình yêu của cậu đã làm cho bà lão nhận ra Chúa đang hiện diện nơi tấm lòng nhân ái của cậu ta. Năm xưa, ba đạo sĩ đã tìm gặp Chúa không phải nơi cung điện nguy nga, nhưng lại là nơi đồng hoang mông quạnh. Họ đã gặp vị quân vương vừa mới được hạ sinh nơi máng cỏ hôi tanh của đám bò lừa. Chúng ta thấy những hang đá trang hoàng coi đẹp, chứ thật ra thực tế không phải như vậy, rất là tồi tàn. Và chính họ, ba vị vua này, đã phải quỳ trước một hài nhi bé nhỏ của một gia đình nghèo khó. Họ đã dâng cho hài nhi những lễ vật quý giá như là vàng, nhũ hương, mộc dược. Đó là những món quà tượng trưng cho quyền bính của một vị quân vương. Hôm nay, Chúa vẫn đang hiện diện giữa chúng ta qua tha nhân, là hình ảnh của Thiên Chúa. Chúa còn hiện diện một cách đặc biệt qua những người nghèo khó, những người già cô đơn, những người đau yếu đang sống trong cảnh cô đơn và tuyệt vọng.
Chúa vẫn đang mời gọi từng người trong chúng ta dâng cho Chúa tình yêu hiến thân phục vụ tha nhân một cách quảng đại. Chúa vẫn đang mời gọi chúng ta hãy nhận ra Chúa nơi anh chị em của mình đang sống cạnh chúng ta. Chúa vẫn mời gọi chúng ta hãy dâng tặng cho Chúa món quà quý giá nhất là tấm lòng biết yêu thương. Ước gì mỗi người trong chúng ta biết dâng tặng cho Chúa món quà của yêu thương để chúng ta để mang lại niềm vui và hạnh phúc cho tha nhân.